căng 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 cứu tôi cứu tôi. Đó, mình thấy là giống quá trời luôn nha, chuẩn hàng rep 1-1 nha, vứt luôn. Ném luôn. À hả, hello hello mọi người, Thun đây. Chào em nha. Ui các bạn ơi, các bạn nhìn nè, ở đây là tất cả những cái món đồ cũ của sự kiện trước của mình nè. Thì kiểu hôm nay tự nhiên mình vào game á, mình thấy những cái món đồ này, mình thấy kiểu sự kiện nó qua cũng lâu rồi, mà bây giờ các bạn đã rời game rất là nhiều nha. Không biết là những cái bạn mà rời game trước đó rồi, rất là lâu lâu trước rồi, không biết các bạn bây giờ ra sao ra. Đây, hiện tại ở trong danh sách bạn bè nè các bạn, thì mình có rất là nhiều những người đã off từ lâu rồi nè. Từ 400 ngày trước này, trời ơi dưới này đang còn 500 ngày trước này. Ui, những cái bạn mà để FXG này, là ngày xưa là fan của mình các bạn. Trời ơi, FXG Tú này, FXG Mầm nè, tự nhiên thấy nhớ các bạn ghê á. Ok, bây giờ mình sẽ đột nhập thử những cái nhà mà ọp lâu rất là lâu như thế này, xem là những căn nhà của các bạn trông như thế nào nha. Không biết là có hợp với style bây giờ không ta. Và từ từ đấy các bạn ơi, mình đang có hai con pet mochi hôm qua mình mở rồi nè. À không, hôm qua mình nuôi rồi. Hình như là hôm nay mở rồi, để mình xem là ra được cái gì nha. Có đầy luôn không ta? Ồ, đầy luôn. Ra con gì ra? Ui, một con slim đào. Wow, xinh nha. Trời ơi, nhìn cute ghê á các bạn. Rồi, bây giờ sẽ đến một cái hộp bên này nè các bạn. Nào, xem ra gì nào, ra pet gì xịn xịn cho mình nào. Ra đi. Ui, một con slim soda. Rồi, hai con này cũng khá là cute nha các bạn. Nhưng mà nó chỉ là những cái con pet cùi cùi thôi. Cái con pet này thì để mình đổi những cái con pet xịn ở trong khu chế tạo á. Để mà có được con slam vua trong sự kiện lần này thì hơi bị khó nha. Tại vì là mình cũng không có nguyên liệu á. Chắc là mình sẽ để sự kiện khác sẽ cày tiếp nha. Trời ơi, nhấn nhảy thích cưng chưa các bạn. Mời đến. Rồi, bây giờ trước khi vào nhà của mọi người thì các bạn hãy nhớ cho mình một nút like này, một nút subscribe và chuông thông báo nha. Đây, mình sẽ kiểm tra nè. Rồi, đây máy dưới này các bạn. Ui, đến đây là hết rồi nè. Người mà đã ọp lâu nhất là Nasu nha các bạn. Ui nè, 800 ngày trước. Đây là thằng bạn ngoài đời của mình luôn nha các bạn. Nó là người rủ mình chơi cái game play to giờ này đầu tiên luôn á. Ở trên này còn có một người, không biết người bạn đã đi xa là sao ta, cái này hay là bị xóa ạc hay sao trời. Thôi mình sẽ xóa cái bạn người này nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào nhà của bạn mình xem như thế nào nha các bạn. Các bạn nhìn nè, cái style hồi 2 năm trước nè. Bạn mình nó là con trai nhá các bạn, nhưng hồi đó kiểu hot cái style kiểu này nè, nên là nó cũng bận giống á. Cái sừng này là cũng hot lắm nha. Hồi đó là nó có tặng cho mình là cái món quà đầu tiên là cái sừng này luôn đó các bạn. Đây, mình vẫn còn giữ nha các bạn ơi. Đây, cái sừng này nè, sừng quỷ nha các bạn. Trời ơi, ngày đấy là hot lắm luôn á, tại vì cái game lúc nó mới á, những cái món quà như thế này á cực kỳ là xịn luôn. Ui, cái nhà này là nhà con gà đúng không ta? Ui, 2 năm trước mà sắm nhà con gà nó cũng xịn lắm nha các bạn. Cái style cũ nè, style để bể lên tường đấy các bạn. Ôi trời ơi nhìn con cá thấy thương không, nằm ngửa thấy thương không trời. Bên đây là một con cá mập nè, trời ơi style 2 năm trước đúng là ảo thật đấy. Bây giờ hình như là các bạn không còn để cái kiểu này nữa rồi á, các bạn sẽ xây theo cái nhà kiểu giống đồi thật á, nên là sẽ kết hợp đồ với bể thì nhìn nó sẽ kiểu đẹp hơn á. Mà cái hồi trước là đúng cái chuộng kiểu này luôn á, lúc đó là mình cũng có để cái này nha, mình còn xây cả một căn nhà bằng bể cá luôn đó ta. Trời ơi, bên này nữa nè. Ui, lại còn thêm con mèo mướp nữa nè. Trời ơi, nó để thế này nhìn tội ta. Chạy cả trên tường luôn nè. Rồi, sang bên này nha các bạn. Trời ơi, bên này thì sẽ làm một cái kiểu bàn DJ nè. Trời ơi, nè, để mình đánh DJ cho các bạn xem nha. Căng, cái mẫu 3 kiểu này là hồi xưa cũng hot lắm nè. Trời ơi, đèn sân khấu các kiểu nè. Hồi đó có cái này cũng khá là xịn rồi nha, tại vì đó cày tiền sao rất là khó luôn. Trời ơi, cũng phải bỏ rất là ghê á, mấy cái này còn mua bằng kim cương nữa cơ, cũng tốn lắm đấy nha. Quá là xịn, quá là ghê luôn nha các bạn. Bên này còn có một cái bàn ba này các bạn. Ui, hot, siêu hot luôn. Ngày trước là mình kiểu làm cái bàn thế này này, nhưng mà mình chỉ để có hai cái ghế thôi các bạn ạ. Kiểu người yêu đi với nhau á. Còn nếu mà để bốn ghế là mình sẽ ghép hai cái bàn này với nhau này, để cho nó dài. Trời ơi, nhìn cái này đúng hoài niệm luôn á. Bên này nó là để cái giường các bạn ạ. Đấy, xây một cái ba cho bự vô, xong cuối cùng bên này làm cái giường nhỏ xíu. Thôi ngủ được con người ấy à. Đúng là đâu có người yêu đâu mà chẳng một người. Ok, thì đó là căn nhà đầu tiên nha các bạn. Rồi, bây giờ bạn tiếp theo sẽ là bạn Thối nha các bạn. Trời ơi, đặt cái tên gì này. Online lần cuối là vào 555 ngày trước. Trời, số đẹp không ta. Bạn này sẽ có chữ FXG đằng sau, là hồi đấy cũng là fan của mình luôn nè. Mà không biết tên thật bạn là gì ta, lâu quá rồi mình cũng không nhớ luôn cơ. Ok, mình sẽ xem thử nha. Uầy, trời ơi, không biết là Thối là con gái con trai ta, mà mặc đồ con trai nè. Mà để cái mặt hơi đen nha. Uầy, quả tóc này hồi xưa là mình cũng thích lắm nè. Hồi trước là mình hay đeo cái quả tóc mái này, nhưng mà cái màu xanh các bạn ạ. Rồi cái quả áo choàng này cũng hot luôn, cũng bằng kim cương cũng rất là hot luôn.
Này chắc cũng dân chơi chính hiệu ấy nha, không phải là đùa đâu nha. Ok, để mình vào nhà xem sao nhé các bạn. Rồi rồi, ui, nhà này hình như là nhà hộp giấy hả ta, hay là nhà hộp sữa ta? Ôi, hình như là nhà hộp giấy các bạn ạ. Nhưng mà đổi màu sơn thôi. Ôi, nhà bạn ấy trưng những cái, ui. Wow, cái này là cái đợt sự kiện kỷ niệm 1 năm nè. Vậy là bạn bỏ từ cái đợt sự kiện 1 năm này các bạn. Cái này là mình cũng có full hết luôn nha. Cái đợt sự kiện 1 năm là những cái biểu tượng này là mình sẽ có hết nha. Mình chỉ cần đi nói chuyện với các NPC ở Plaza thôi là mình sẽ có những cái này nha các bạn. Wow, xịn nha. Cũng chịu khó thu thập cái này mà bỏ game mất tiêu rồi. Cái này thì có vài con cá này. Ở đây có một con cá rồng này. Rồi con cá chép này. Với một con là cá ngựa này các bạn. Ui, cái con này màu xanh nhìn xinh ghê ta. Bên này sẽ là một cái giường này các bạn. Đây chính là cái giường bánh mì nướng này các bạn, rất là xinh nha. Ôi, chỗ này có một cái kiểu cúp nữa nè, cũng vào cái đợt kỷ niệm 1 năm luôn. Ôi, mà đây có một cái ghế nè các bạn. Đấy, để mình ra thử xem sao nha. Không có cái gì các bạn ạ, kiểu để ra ngoài không thôi chứ không có xây cái gì ngoài này. Mà sao không để ghế vào ta, không để ghế vào sao vô trời, để có mỗi cái da không có cái vô các bạn ơi. Cứu tôi. Rồi bạn thứ ba sẽ là bạn nào đây ta? Đây, FXGXGRAY online lần cuối vào 550 ngày trước. Ôi, cũng lâu luôn nha. Mình vào thử xem sao các bạn. Wow. Ôi, không biết là cái đồ này mình cosplay đúng không nhỉ? Tóc uốn nhẹ tự nhiên này, đắt nha. Mua luôn. Rồi cái này là mũ trứng rán, có sản phẩm thì chịu rồi, mình không có rồi nha. Rồi cái áo à, cái vest này 1.800 mua luôn nha. Rồi đến cái quần siêu sao super light, cái này trong gói luôn rồi, cái này mình cũng chịu nha, mấy cái này gói cũ các bạn ạ. Rồi đến này là giày bệt xám à, mua luôn nè. Rồi ba lô coca, à cái này hình như mình có nha, để xong mình mặc thử cho các bạn xem nhá. Tiếp theo là một cái kính kim loại đen nè, 6 kim cương hả, rồi mua luôn. Rồi cái khẩu trang đen hả ta, ok để mình vào nhà bạn xem như thế nào đã nha. Rồi xem là mình sẽ cosplay xem có giống chủ không nha các bạn. Rồi tính ra là hồi nãy là mình quên không cosplay hai cái nhà đầu tiên luôn á. Ui, nhà bạn này là cũng decor các thứ nè. Wow, bên này có để một cái bể này, may là bể bình thường nha, không giống như bạn mình nha các bạn, nó không gắn bể lên tường nha. Rồi chỗ này còn để một cái bộ bàn ghế nè. Đấy, rồi cái gì đây, tủ đây ta, ghê quá trời. Rồi bây giờ mình sẽ đổi đồ cosplay nha, xong rồi đi thăm nhìn cho nó giống chủ nhà các bạn ạ, kiểu nhớ về cô hương đó. Đây rồi, thêm cái tóc nữa nha các bạn. Đây, để mình tháo cái sừng ra nha các bạn. Đấy, có đôi kính luôn nè, mình sẽ kiếm một cái quần đen nha. Đây mình sẽ mặc tạm cái quần này đi. Đây cái mặt này nè các bạn. Rồi ba lô đâu ta, ai ba lô cola nè, mình có luôn nè. Rồi cho da màu trắng lên một xíu, sau đó là để dáng cao lên nè, thêm một cái khẩu trang đen nữa nha. Đấy, mình thấy chắc là giống lắm rồi đó, mình nghĩ là cũng rep một bột đấy đó. Ok, bây giờ các bạn so thử xem sao nha. Đó, mình thấy là giống quá trời luôn nha, chỉ khác cái là cái màu tóc thôi. Ủa, hồi nãy là mới bảo là không có bể ngược mà đây có cái ghế ngược luôn nha. Ảo trời, này mà ngồi lâu là chắc tiền đình luôn đó ta. Rồi, bên này có hai cái chậu cây thôi nè, không có pet gì luôn các bạn ạ. Cái này có giường nhưng mà không thấy pet nào luôn. Ủa, lại thêm một cái ghế nào nữa. Này còn cắm mặt xuống đất đấy chứ trời. Gì ta. À, với bên này là sẽ thêm một cái giường ngủ đấy các bạn. Rồi lại một cái giường ngủ dành cho những người cô đơn. Trên này còn để một cái máy chơi game nữa nè các bạn. Rồi buồn buồn là lấy ra chơi game nha. Cái này có một cái loa này. Ui không biết là như ở ngoài có cái gì kìa. Ui cái gì đây ta, UFO, nhà dành cho người ngoài hành tinh à trời. Là sao mà giống cái trường cún ở bên nhà mình ấy trời. Nè, mình không biết là làm gì ngoài này trời. Rồi xung quanh nhưng cũng không có cái gì nha các bạn. Cũng không xây cái gì ngoài cái nhà đâu các bạn ơi. Mà nhà bạn này cũng không làm cái ghế để đi vào trong nha. Trời ơi, thiếu tâm lý trời. Hay là nhốt người ngoài hành tinh ngoài này rồi không cho vào trong ta. Rồi bây giờ sẽ đến bạn thứ tư nha các bạn. Đây, bạn này là cũng FXG luôn nha. Tên là Leader. Rồi online ngày cuối là 550 ngày trước. Rồi cũng rất là lâu rồi nha. Mà cấp là cấp 12 là cao nhất trong tất cả những người mình vừa xem luôn á. Mình nghĩ là nhà bạn này là có tiềm năng là đẹp nhất đây nè. Rồi bạn này cũng có cái ba lô cola này, mình cũng vừa có rồi nha các bạn. Để xem là mình có cosplay được không nha. Trời ơi, 120 kim cương các bạn ơi. Cái này bây giờ mình có thể mua được nhưng mà sorry mọi người nha. Hiện tại thì mình đang phải tích kim cương để mở hộp. Nên là mình xin phép bỏ qua cái tóc này nha. Rồi, món đồ thứ hai là cái gì ta? Băng đô nhọn island. À, đây mình có nha. Ồ, nhìn cũng xinh cũng te nè. Được nha, có nha. Áo đồng phục thuyền trưởng. Rồi sau một hồi tìm thử thì mình thấy không có các bạn ơi. Trong này thì mình không có mua. Không biết là mình cứ nhớ là mình đã mua rồi nhưng mà cuối cùng không có thấy các bạn ạ. Nên là bây giờ mình sẽ tìm một cái bộ để mình thay thế nha. À, cái này thì áo nó sẽ to hơn này, nhìn nó sẽ ổn hơn nha các bạn. Rồi tiếp món đồ thứ tư là cái gì ta? Ôi quần vest à. Để mình xem nào. Để mình kiểm tra thử xem nha các bạn. Trời ơi, ở đây mình có một cái quần đen này các bạn. Nhưng mà bây giờ đang bị một cái là
cái bộ vest này thì nó đi liền với nhau, có nghĩa là mình mặc cái áo thì nó sẽ có lên sẵn cái quần như thế này nè các bạn. Nếu như bây giờ mình đổi là nó sẽ như thế này nè, mất tiêu luôn cái áo nha. Nên là mình nghĩ thôi để cái áo với cái quần như thế này là cũng đẹp rồi đó các bạn. Món thứ năm là một cái dép vịt cao su này các bạn. Ui cái này trong gói sản phẩm mất rồi. Mình sẽ kiếm một cái dép màu vàng để đi thay thế nha. Ok mình sẽ cứ để tạm đi nha. Cái cola thì mình đã có rồi nha các bạn. Rồi tiếp theo là cái gì đây? Kính dâm anh đào hả ta? Ủa cái này là của sự kiện anh đào đúng không? Hình như mình cũng có luôn rồi. Rồi tiếp theo là cái khẩu trang đen này mình cũng có rồi nha. Bây giờ mình sẽ thử những cái món đồ giống như thế này nha. Đây để màu vàng nhất thì mình thấy có là cái giày ong mật, đây là vàng nhất nè các bạn. Với có một cái dép màu vàng nè, nhưng mà cái này nó hơi nhạt hơn một xíu. Ok mình sẽ quyết định là đeo cái này nha. Rồi cái ba lô là cái cola thì mình có sẵn rồi nè. Tiếp theo là kính à. À đây mình có kính nha. Rồi kính dâm anh đào. Rồi thêm một cái bộ tóc trắng nữa nha các bạn. Đây mình nghĩ là sẽ đeo luôn cái bộ signature này của mình nha. Đấy cái tóc sói nè. Wow. Trời tại vì bạn đeo kính với kiểu là đeo cả khẩu trang thì nhìn mắt nó không có rõ lắm. Để mình xem là mình kiếm một cái tương tự đấy các bạn. Hình như là có cái tròng mắt màu xanh nè. Rồi cái này. Đúng nè. Đúng cái này luôn. Wow xịn chưa. Chuẩn luôn nè. Mua luôn. Ok trang phục mới nè. Đây mình sẽ để luôn cái khung hình này cho nó sáng để các bạn so thử xem giống chưa nha. Trời ơi mình nghĩ siêu giống luôn đó các bạn ơi. Cực kỳ là giống luôn á. Uầy cái gì trời. Thì vừa vô gặp cái bàn nhún nữa các bạn ơi. Trời ơi, nó cho nhảy tưng tưng luôn. Wow nhà bạn này là rất là giàu nha các bạn. Trời ơi nè. Uầy xây cả nhà các thứ luôn nè. Wow đỉnh nha. Rồi ở đây còn làm một cái kiểu cái cổng bằng băng nữa nè. Trời ơi xịn chưa. Rồi còn để cả cây dừa các thứ để đón mình vào. Ui này chỗ này có cái này hay nè. Hai bên có cái quạt nữa ta. Kiểu này chưa đủ lạnh hay gì trời. Ảo thiệt chứ. Và từ từ ra mình tắm ké cái mình bị thúi rồi. Trời ơi. Rồi đây mình sạch sẽ rồi nha. Rồi mình sẽ đi review tiếp nha các bạn. Bên này có mấy cái bể cá này. Cái này là trong sự kiện hoa anh đào nè. Rồi có cá hải tượng này. Wow có rùa đó luôn này các bạn. Đỉnh chua. Chỗ này có cả cái máy chơi game nè. Hồi trước nó chưa chơi game được như bây giờ các bạn ạ. Nhưng mà được cá là ngoại hình rất là đẹp nha. Nguyễn. Uầy, chỗ này là nguyên một cái khu đồ hoa anh đào luôn nè. Wow, nguyên một gian hàng luôn. Siêu đẹp nha các bạn. Mình nhớ là còn một cái bộ bàn ghế nữa cơ. Nếu mà bạn đặt ở đây nữa thì đúng là siêu đẹp luôn. Rồi, mình xem có cái gì mình mua uống luôn nha các bạn. Đấy, soda anh đào nè. Rồi, bên này có bánh gạo nè. Nhầm. Vứt luôn. Ném luôn. À bên này thì bạn có để thêm cả cái đồ đợt sự kiện tình yêu nữa nè. Wow xinh chưa. Đây là ghế đôi luôn nha. Chắc là mấy cặp người yêu là ngồi đây nè các bạn. Hát trời xinh luôn. Ui ở ngoài kia còn có cái gì nữa ta. Hỏi không biết là lối đi để ra ngoài đấy chỗ nào ta. Hỏi không thấy rồi các bạn ạ. Không biết là bạn để chỗ nào nữa. Để mình đi thử vào trong nhà xem sao nhé các bạn. Ui ở này có cái bể to này. Bể này là hồi trước là bể bự nhất rồi các bạn. Là nhiều tiền lắm rồi mới bỏ tiền ra để mua cái bể này đấy nha. Rồi không biết là trong này là cái gì đây ta. À có cái ghế ra bên ngoài nè, nhưng mà mình sẽ đi vào trong xem có cái gì không đã. Trong này là cái gì ta? Ôi một cái phòng tắm. Ủa phòng tắm mà không có chỗ tắm các bạn ơi. Có mỗi chỗ rửa tay này. Rồi hơi thiếu nha. Được cái mã ngoài đẹp nhưng mà ở trong không có nội thất nha. Rồi trên này còn có mấy cái bảng kiểu chỉ được một năm giống cái nhà hồi nãy mình đi á. Rồi mấy con pet nhìn có te dã man nha các bạn. Bò này, lợn này. Ôi mèo này. Mình thích mấy con pet hồi đầu á các bạn. Cái con pet này xinh dã man luôn á. Không cần kiểu lấp la lấp lánh kiểu nhiều màu sáng sáng đâu mà. Nhưng cái con này cảm giác nó thật hơn bây giờ á. Trời ơi nè nhìn cute thế này. Ôi nhìn nằm cute chưa. Á trời luôn. Lại còn mèo méo 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 nữa trời. Ồ trên này là cái khu vực rừng ngủ. Bên cạnh có cái đàn nè. À có đánh được nha. Mà 10 cái đàn đánh như một nha. Không khác cái gì luôn á. À trên này có cái giường màu xanh nè. Đấy đúng cái màu mình thích luôn này các bạn. Uầy bên cạnh có cả cái bàn máy tính rồi. Có cả cái ghế bằng băng nữa nè. Mà ngồi cái này là hơi lạnh mông nha. Không ngồi lâu được. Ủa mà đây là không phải cái gương các bạn ơi, đây là cái tivi. Thảo ta trang điểm này là sao mà trang điểm được trời. Ở bên này thì sẽ có mấy cái tủ này với mấy cái giường hoa thú cưng này các bạn. Rồi có chỗ tắm này. Ồ còn bỏ cả cái giỏ bánh mì đây nữa làm gì trời. Tính cho mèo ăn bánh mì hả ta. Cái bạn này bạn độc đáo ghê ta. Ở trên bên này có gì nè các bạn. Ồ bên này có mấy cái đồ island nè. Cái đồ người ngoài hành tinh á. Wow. Wow, có cái UFO bị cháy này. Cái mùa này là mình cũng cày là mình cũng có mấy cái đồ này nha các bạn. Rồi, còn bên này sẽ có một cái bể bơi. Ủa, nhưng mà nước này nước pha ke à các bạn? À không, có nha, có ngấm chân nha. Trời ơi, mình tưởng nước pha ke chứ. Đấy, các bạn bật lên thì có cái súng nó bắn nè. À, vui dữ chưa trời? Mời đến! Rồi, để xem bạn thứ 5 là ai đây các bạn ơi.
Uầy, quan này cấp 1 nè. Trời ơi, cái đồ này là mình cót vào lấy dễ nhất luôn nha. Ủa sao lại có cái bản này ta? Mình không biết kết bản lúc nào luôn trời. Hỏi để xem là có đồ gì không nào. Không có đồ gì luôn nha. Có mỗi cái tóc nâu hạt rẻ này là đồ nhập cư các bạn ạ. Trời ơi, kiểu này là mình cót lấy siêu dễ rồi. Ok, để mình ra mình lấy đồ cái nha. Cởi hết ra nè. Đây, cái tóc này nha. Trời ơi, đây hàng rep 1-1 luôn. Ui giời ơi, đúng chuẩn mình dự đoán này các bạn ơi. Đây là cái nhà kiểu gốc nha. Còn cái ghế này còn chưa kịp xê dịch luôn nè. Là chưa có gì luôn nha, mới có ghế rồi. Cái này là có cái tường thôi, hết rồi các bạn ạ. Không hề có một cái gì luôn. Trời ơi, tự nhiên đến nhà bạn này thấy mình cosplay dễ quá. À, đến nhà bạn thứ 6 nha. Đây, bạn này có tên là Epic Green. Cũng là kiểu một fan cứng hồi xưa của mình luôn á. Ui, mà bạn này cũng đeo cái ba lô cola luôn này. Trời ơi, chưa. Ok, bây giờ mình sẽ xem thử bạn có những cái đồ gì nhé các bạn. À, đầu tiên là một cái tóc màu nâu nhạt này. Rồi, tiếp theo là đến mũ trứng rán. Cái này hình như trong gói sản phẩm hồi nãy là mình cũng không có rồi. Nên là cái này bỏ qua nha. Tiếp theo là bộ đồ này các bạn. Cái này là mình chưa có này. Rồi, mình sẽ mua luôn nha. 6k tiền này. Rồi, thêm cái này váy nữa này. Ok, mua luôn. Rồi, chỗ này có cái tóc dài thôi thì nhìn nó hơi giống các bạn ạ. Mình cũng mua về thì sao nha. Thôi mình sẽ mua luôn để cosplay cho nó giống nha. À, tiếp theo là đôi bốt này. À cái này mình có nha. Xíu mình sẽ mặc thử cho các bạn xem. À, cái ba lô coca này có luôn nha. Rồi kính tròn trắng này. Này như mình chưa có nha. Mua luôn. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Má ửng hồng. À, cái này có rồi nha. Ok. Mình sẽ vào test đồ cho các bạn xem thử nha. Về cái biểu cảm này là xem nào. Ngoài cái mắt tròn tròn nè. Rồi mình sẽ nhớ để xong mình vào mình thử nha. Rồi đầu tiên là thay đổi lại kiểu tóc nè. Xem nào, biểu cảm là cái nào ta. À cái đây nha các bạn. Ồ đây. Cái biểu cảm trong sáng nè. Rồi tiếp theo mình sẽ có một cái kính nè. Một cái váy nè. Rồi áo nè. Rồi hình như có một đôi bốt đen nữa cũng đúng ta. À cái này là giày cảnh sát các bạn ạ. À đây. Cái đôi này mới đúng nha. Bốt đen kiểu tây nè. Bốt kiểu tây màu đen nè. Rồi đây, thêm là cái gì ta. Má ửng hồng đúng không. Rồi cái này nha. Wow, siêu giống luôn nha các bạn. Hình như là còn thiếu màu da nữa các bạn. Màu da các bạn lại màu trắng nè. Rồi lại là cái ba lô cola này nha các bạn. Trời ơi, đây. Mình cho các bạn xem thử nha. Đấy, siêu giống luôn nha. Đúng là thiếu mỗi cái mũ trứng rồi đó. Còn không là giống hết luôn á. Chuẩn hàng rep 1-1 nha. Cái này là copy paste luôn á. Nó trời ghê luôn. Mười đen. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ vào thử xem là nhà bạn có gì nha. Này, cấp 12 là cũng tiềm năng lắm này. Mình nghĩ là cũng nhà đẹp đó. Đây, bạn này là tín đồ màu hồng nha. Wow, rồi vừa vào cái là kêu chéo tim rồi nè. Đây, vừa vào là có cái hoa anh đào nè. Bật được nè các bạn ơi. Đấy, bảng hoa anh đào này trên này cũng trang trí bằng cái dây hoa anh đào rồi vòng hoa anh đào luôn. Ôi, xung quanh là toàn màu hồng các bạn ạ. Cái khu bên này cũng là đồ hoa anh đào luôn. Để xong mình kiếm được ra nha. Rồi, trời ơi, đây có mấy con cá này nhìn xinh chưa. Này, cá mini nữa nha. Wow, mấy con này cũng khó câu lắm luôn á. Bạn này cũng siêng câu quá ta. Ôi trời ơi. Ủa bên trong này không có gì luôn nè các bạn ơi. Mà mình vào bên trong này thì không thấy cái chân luôn các bạn ạ. Nhìn nè. Ở đi cái bốt đen là bị mất tiêu cái chân luôn. Tại nó bị trùng cái màu nền á. Khảo thật đấy. Ok bây giờ mình sẽ sang cái phòng tiếp theo nha. Cái phòng này là phòng gì đây? À cái này là cái toilet các bạn ạ. Rồi cái này là có nhà tắm nè. Có bồn vệ sinh. Có chỗ rửa mặt đầy đủ nha. Mà được cái rộng nữa cơ. Rồi siêu rộng luôn. Tắm một chỗ mà ra đây nhảy nhót thấy gì trời. Mà rộng như này trời. Rồi bây giờ mình sẽ lên tầng 2. Bên kia cũng có này. Không biết bên này có gì không ta. Để mình xem thử nha. Ồ bên này chỉ đặt cái bể cá các bạn ạ. Lại là một cái bể tròn nha. Bể này hồi xưa là đắt lắm đó nha. Rồi đây có một cái tấm poster nè. Rồi bên trong này không có gì ta. Đây, bé Rin về phòng ngủ đây các bạn ơi. Ui, chị Rin nè. Các bạn nó chuẩn chuẩn ấy chắc không nhớ các bạn ạ. Mình không nhớ đâu. Mặc dù là ngoại hình cũng giống đó nhưng mà không phải hàng thật các bạn ạ. Hàng phà ke. Ôi, chỗ này cũng trưng thêm một đống đồ kiểu đợt sự kiện 1 năm rồi này. Hình như ai anh trưng cái ta. Ôi, chắc về mình phải trưng lên cho nó đẹp quá. Rồi, còn đây sẽ là một cái giường ngủ siêu bánh bèo luôn. Trời ơi, có một cái quạt nè. Quạt này quạt đều các bạn ạ. Này, chuẩn bị nó cháy cho mình xem này. Đó, lắc kìa. Xì gói cũng xinh lắm bánh bèo đó. Trời ơi còn cả cung tình yêu nữa nè. Rồi có tivi để xem nữa này. Rồi xị nha. Đây là cái khu ngoài kiểu như là một cái chỗ cắm trại các bạn. Ui cái này là bạn làm thành cái chuồng cún luôn nè. Trời ơi bạn để tên sủn game luôn nè. Đây là sung game hồi trước là tên của kênh của mình nha. Fan cứng các bạn ạ. Rồi ghê ta. Bây giờ bắn vào game mất tiêu rồi. Hồi nãy thì mình đã quên mất là hai ngày đầu tiên mình không có cosplay để cho các bạn xem. Nên bây giờ mình sẽ cosplay nhanh cho các bạn xem nha. Rồi đầu tiên là thối nè. Rồi các bạn nhìn thế này thì thấy là giống đúng không. Chỉ thiếu mỗi cái áo choàng thôi. Còn lại là rất là giống rồi. Người thứ hai sẽ là
bản của mình nha. Đó thì mình cũng thấy cũng giống được khoảng 50% ha. Tại vì là đồ thì mình cũng không có các bạn ạ. Nên là mình chỉ có thể cót được tầm như thế này thôi. Ok, vậy là video của mình đến đây cũng hết rồi mọi người ơi. Nếu như các bạn thấy thích cái series đột nhập này thì nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nhá. Nếu các bạn ủng hộ thì mình tiếp tục sẽ ra những series như thế này nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video này. Hãy nhớ like, share, subscribe cũng như là ấn vào chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất của mình nha. Bye bye bye.